Hoàn. Mày quá tà, Lewandowski. 20 UCL vẫn được ta. Bám là mấy ngàn tỷ. Ngàn tỷ này kiếm lâu bây giờ, ngàn tỷ nằm đủ rồi. Lewand, mày quá tà. Hokana ra tạc. Và Lewand đánh đầu. Em rơi can có cái sức tàn, sức lực quá vậy. Quá tàu dùng thành cái nghề dùng văn luôn à. Tên rơ can, cái cả to vậy. Rơ can chỉ sử dụng là to. Dortmund cộng 8, đẹp. Gundogan luôn, qua thấy Gundogan nữa. Ủa, Gundogan đâu? À, Gundogan đây. Ủa, còn có, tôi nhớ có một con CDM 08 mà. Emre Can à. Wissel à, Wissel. Mkhitaryan F3, chỉ 08 à. Lewand ST, Lewand 20 UCL. Tốc độ 119, tăng tốc cho 21. Thì nó buồn 08 rồi, khá nhìn nó đẹp chứ ha. Rồi, Cap 08. Bắt đầu Cap 08. Xuất xa 131, chọn dưới 134. Tiền ngắn 131, xuất sáng 130. Rê bóng 130 luôn. Ủa, mắc rồi ngon quá vậy. Macron kê quá ha. Đừng quá ta. Macron 130. Ủa, Macron này không ai bán luôn kìa. Macron không ai bán luôn. Sancho 20 CL thôi gan hàng xa. Sancho hàng Manu 2.5 không? Ủa, Sancho muốn 2.5 mà ta. Ra Gundogan và Emre Can sẽ là cặp CDM 152-153. Team này tính ra cũng đều ha. Team CDM Dortmund thì nó cũng đều chứ. Ha. Đều quá, quá quá. Akanji không meo. Akanji 130. Sức mạnh 133 luôn à. Đánh đầu 134. Quyết đoán 130. Cặp hậu vệ cánh là Munier và Guerrero. Hậu cặp này chạy ngon 131 là cặp cánh hậu vệ chất lượng quá vậy, lượng 8 luôn. Cobel GK. Ủa, GK còn dư lương quá trời, Cobel còn 8 à. Còn GK nữa không? À, không có GK nào còn ngon. Mayer nè, mà không cộng 8 à. 8 à, khó. Son 23 Totti hay Lewand 23 Totti hả? Quốc nhận Lewand, nếu tiền đạo quốc Lewand thì không thể nào nó chạy từ sang này qua kia được. 4-2-1-1 nhận diện xét. Đây là lúc giờ tại chứng đơn gọi đang có thể có bị cầm 4-2-1-1. Hậu bình Thái Lan hay xe Thái Lan đợt tôi có qua thấy mấy con hậu giờ cánh nó bán đầy á. Bán đầy này mà. Bán mà giá cao thì con thêm ra đấy cũng cả 100 tỷ á. Kiểu vậy á, hậu bình bắt đầu là 100 tỷ lên lên giá thôi, cứ để giá cao đi. Mấy con mà cộng 8 cứ để giá cao đi, ai mua thôi. Chứ đâu gì tiện chỉnh giá thấp cho gố gì rồi mua không được. Và người bán họ cũng không thể nào họ bán được. Khó chịu ha. Nên trong khi O4 có những con hàng mà người ta cần đá thì tôi nghĩ là nhà hành nên xử lý lại cho những con hàng đó giá bao nhiêu người ta mua thì cứ cho người ta mua. Tại những con hàng đó đập lên nó đâu có dễ đâu. Ông nào đập con thêm lên nét lên cộng 8 thôi. Mà sao cộng 7 luôn à. 115 dĩ số à. 15-14 à. Ồ hay quá vậy. Căng ba. Lewandowski. Lewandowski 20 UCL vẫn được ta. Tầm 100 tỷ ha. Hàng 6 hàng con tầm 100. Lewandowski này của ta. Hogan ra tạc. Và Lewandowski đánh đầu. Được ha. Hogan Asa quá ta, Hogan lưu qua. Và 34 nhận áo vừa mưa. Hay gì đấy. Đúng vậy. Hay
để phèn rồi mơ ghê quá. Mắc cơ rồi cáp cộng 8 cú giết đề đẳng cấp LH15 luôn. Lewan được quá dữ trội. Lewan hồng quá ta. Robert Lewandowski vừa là mất luôn. Quá ta, Gundogan chọn chiếc ghê quá vậy. Gundogan chọn chiếc ghê quá vậy. Trời ơi. Đây, tối tao bị mất view rồi. Trọng đấu. Nó không view không, cho sánh view. Thường cho sánh view vậy. Là 9 giờ nhưng mà 9 giờ tôi sẽ kết thúc lớp sơ. Tôi là 9 giờ tôi kết thúc trễ quá. Tôi là 9 giờ tôi kết thúc trễ quá được không? Sẽ để khó ngủ. Còn tôi là 7 giờ tới 11 giờ tôi ngủ khoảng 1 giờ. Chỉ cần một bài giết đê thôi là anh em có thể lên tới siêu sao luôn. Chứ đừng nói gì nó thách đấu. Hạng càng cao anh em giết đê càng hay là anh em sẽ lượm hết, đúng không? Tôi lờ nờ không đồng ý. Ôi hay quá vậy. Ủa đúp đúp SS à, chuyện của anh mẫu quá chịu ta. Ủa, một điều à, trang này một điều à. Từ tập trung lại nha, kia đây á. Đây, Robert Lewandowski. Con làm ba, đưa. Thủ ha. Robert Lewandowski 20cl. Ngon lành quá vậy. Lewan chết đề chuẩn quá à. Mà nói Lewan là một trong những tiền đạo rút ảo với game luôn á. Nhìn cái banh này ra ngoài mà xoáy vô luôn. Đạo game mô phỏng bóng đá y chang ngồi đời thật. Milner xuống đường ta. Macroy với đề được luôn ha. Macroy với đề ngon lắm nha. Macroy cao cộng 8 với đề ngon nha. Macroy cao cộng 8. Macroy RTN cũng ngon. Con RTN cũng khá ok á. Rồi RTN Roy cao cộng 8. Vị chứ đúng không? Một pha chưa vị à? Một pha vị ta. Căng ta. Cruz mùa hôm rau, chưa ra mà. Lâu quá. Sargana sẽ ra, chắc là sợ ra lần hai mùa, không biết mùa nào. Emre Can xuất xa. Được quá ta, Emre Can. UB à? Mình không bắn quá vậy. Có người chạy đến đích sớm hơn, có người chạy đến đích trễ hơn. Đó. Thì làm sao để chạy đích nhiều hơn, sớm hơn, anh em phải chạy nhanh hơn. Mà làm sao chạy nhanh hơn? Anh em đi xe máy, anh em đi ô tô, anh em đi máy bay. Còn anh đi bộ thì chắc chắn phải chậm rồi. Anh tưởng tượng như vậy, dễ dàng. Lewandowski. Như vậy này. Anh em muốn có những cầu thủ mà anh em chưa từng có. Mà bây giờ anh em không muốn mở, có thể anh em chưa từng mở thì làm sao có được. Phải như vậy thôi. Oh.
cấp 8 hay còn 5 hay hơn. Barella, Barella. Nãy mua Cancelo đúng không? Barella. Barella 22 tỷ không ai bán. Không ai mua mà không ai bán ấy. Barella có ai bán đâu. Cancelo kiểu là có người đang bán sẵn, bấm vô click mua luôn. Barella, Barella mặt Cancelo đâu, Cancelo cầm ngon. Quá ta, Thogan Hazard. Thogan Hazard thành công mà. Vượt quá vậy. Em biết tại sao anh em thấy tôi đá con nào cũng ngon không? Cứ chưa á, có thủ nào mà toàn diện được thon mãi mãi rồi. Dấu tên 126 đã lì xì 5.000 đồng. Chắc Astrid vui vẻ. Đồng 126 nha, Jadon Sancho. Anh em thấy chưa, Jadon Sancho cũng có điểm yếu á. Nhưng mà Jadon Sancho với Thành Hòa à, luôn luôn là điểm mạnh. Rõ ràng rồi. Anh em mở ra những con hàng ngon anh em mới biết được. Ồ lộn, anh em mở ra những con hàng dở anh em mới biết được cái cảm giác mở ra những con hàng ngon như thế nào. Vậy đó, anh em thấy Sancho chạy không? Sancho nè, chạy bóng nhanh nè. Sancho chích đê nè, giống vô nè. Anh em thấy nhìn chưa? Dây đê Sancho vô luôn ta. Quá vậy. Dấu tên 126 đã lì xì 5.000 đồng. Đội hình 300 TA có test không A mặt cười. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.